áp danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp danh. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với bộ môn vật lý lớp 10. Trong chuỗi video này, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết các bài tập ở trong sách giáo khoa, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và bài học ngày hôm nay là chương 3, động lực học. Bài 21, mô men lực, cân bằng của vật rắn. Hãy cùng đến với câu hỏi khởi động. Nếu dùng tay để siết chặt một đai ốc thì việc đó rất khó. Tuy nhiên, với dụng cụ thích hợp như cờ lê thì việc siết chặt đai ốc trở nên dễ dàng. Tác dụng của dụng cụ này thay đổi thế nào nếu ta tăng độ lớn của lực hoặc sử dụng cờ lê dài hơn? Thông qua thực tế thì chúng ta có thể thấy rằng nếu như ta tăng độ lớn của lực hoặc sử dụng các cờ lê dài hơn thì sẽ siết chặt được ốc dễ dàng hơn và nhanh hơn. Bây giờ hãy cùng đến với phần 1 la mã, mô men lực. Câu hỏi 1. Mô tả thao tác dùng búa để nhổ đinh. Ta có thể mô tả thao tác này như sau. Đặt búa như hình vẽ, cán búa dựng thẳng đứng, đầu đóng đinh nằm trên mặt nằm ngang. Điều chỉnh đầu búa sao cho cây đinh kẹp giữa hai khe của đầu nhổ đinh. Dùng tay nắm chặt cán búa, dùng lực để kéo cán búa về phía mình, tạo lực kéo lên cây đinh. Hãy cùng đến với câu hỏi 2. Lực ép nên đặt vào đâu trên cán búa để nhổ đinh được dễ dàng? Khi đó, cánh tay đòn D của lực là lớn hay nhỏ? Để có thể nhổ đinh được dễ dàng hơn thì lực ép nên đặt vào điểm cuối cùng của cán búa hay là điểm xa đầu nhổ đinh nhất để nhổ đinh được dễ dàng. Khi đó, cánh tay đòn D của lực sẽ là lớn nhất. Tiếp đến câu hỏi 3. Tác dụng làm quay của lực phụ thuộc vào những yếu tố nào? Tác dụng làm quay của lực phụ thuộc vào hai yếu tố sau đây. Thứ nhất là độ lớn của lực và thứ hai là cánh tay đòn của lực. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang câu hỏi trang 83. Hình 21.2 mô tả một chiếc thước mảnh OA đồng chất dài 50cm. Có thể quay quanh trục quay cố định ở đầu ô. 1. Trong các tình huống ở hình 21.2A và B, thước OA quay theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ. 2. Tính mô men lực ứng với mỗi tình huống trong hình 21.2. Đối với hai tình huống này thì ta thấy rằng ở hình 21.2A, thước OA sẽ quay theo chiều kim đồng hồ. Ở hình 21.2B thì thước OA sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ. Trong câu hỏi 2, ta sẽ đổi 50cm ra thành 0,5m. Mô men lực trong hình 21.2A, M được xác định bằng F nhân D. Khi đó F có độ lớn là 4N và cánh tay đòn là 0,5m. Từ đó mô men lực sẽ bằng 2N/m. Đối với mô men lực trong hình 21.2B, M bằng F nhân D, F trong trường hợp này là 2N. Ở trong trường hợp B, cánh tay đòn thì được định nghĩa là khoảng cách từ trục quay đến giá của lực. Ở trong trường hợp B thì ta có giá của lực là phương thẳng đứng. Vì vậy, cánh tay đòn sẽ có khoảng cách là từ trục quay đi theo đường nằm ngang này và đến giá của lực. Vì vậy, D ở trong trường hợp 21.2B sẽ được xác định bằng 0,5 nhân cốt của 20 độ. Và khi đó M sẽ tính ra được bằng xấp xỉ 0,94 N/m. Tiếp đến, phần 2 la mã, quy tắc mô men lực. Câu hỏi 1 trang 84. Nếu như bỏ lực F1 thì đĩa quay sẽ quay theo chiều nào? Dựa vào hình mô tả 21.3 thì ta thấy rằng nếu như ta bỏ đi lực F1 thì đĩa quay sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ do đĩa chỉ chịu tác dụng làm quay của lực F2 gây ra. Tiếp đến câu hỏi 2. Nếu như ta bỏ đi lực F2 thì đĩa sẽ quay theo chiều nào? Nếu ta bỏ lực F2 thì đĩa quay sẽ quay theo chiều kim đồng hồ do đĩa quay khi đó chịu tác dụng làm quay của lực F1 gây ra. Câu hỏi 3. Khi đĩa quay nằm cân bằng, hãy lập tích F1 nhân D1 và F2 nhân D2 rồi so sánh.
Để dễ dàng hơn trong việc so sánh thì chúng ta sẽ đưa ra một số quy ước như sau. Ta coi bán kính của vòng tròn nhỏ nhất phía bên trong này là 1 mét và khối lượng của một quả nặng là 1 kg. Từ hình vẽ thì ta thấy rằng D1 sẽ là khoảng cách từ tâm đến đường tròn thứ hai và bán kính của đường tròn thứ hai thì gấp đôi đường tròn thứ nhất và D1 sẽ bằng 2 mét. Tương tự như vậy, D2 có khoảng cách là đến đường tròn thứ 6, vậy D2 sẽ là 6 mét. F1 thì sẽ bằng trọng lượng của 3 quả nặng và sẽ bằng 3 nhân P, 30 Newton. F2 thì bằng trọng lượng của 1 quả nặng, tức là bằng 1 nhân P và bằng 10 Newton. Khi đĩa cân bằng thì ta sẽ có là F1 nhân D1 là bằng 30 nhân 2 là bằng 60. F2 nhân D2 thì sẽ là bằng 10 nhân 6 và cũng bằng 60. Vì vậy, ta có F1 nhân D1 bằng F2 nhân D2. Tiếp theo, câu hỏi trang 84. Sử dụng kiến thức về mô men lực, giải thích vì sao chiếc bập bênh đứng cân bằng. B. Cho biết người chị ở phía bên phải có trọng lượng P2 là bằng 300 N. Khoảng cách D2 là 1 mét, còn người em có trọng lượng P1 bằng 200 N. Hỏi khoảng cách D1 phải bằng bao nhiêu để bập bênh cân bằng. Dựa vào những kiến thức mà chúng ta đã học được ở trên lớp, thì ta có thể giải thích hiện tượng này như sau. Chiếc bập bênh có thể đứng cân bằng vì mô men lực do bé trai tác dụng làm bập bênh có xu hướng quay ngược chiều kim đồng hồ, bằng với mô men lực do bé gái tác dụng làm bập bênh có xu hướng quay cùng chiều kim đồng hồ. Trong câu hỏi B, để bập bênh cân bằng thì tổng các mô men lực tác dụng lên bập bênh phải bằng 0. Ta chọn chiều dương là chiều quay cùng chiều kim đồng hồ thì khi đó ta sẽ có P2 nhân D2 trừ đi P1 nhân D1 bằng 0. Hay nói cách khác, P2 nhân D2 bằng P1 nhân D1. Suy ra D1 bằng P2 nhân D2 chia cho P1. Thay số và tính toán, ta có D1 bằng 1,5 m. Vậy để bập bênh cân bằng thì khoảng cách D1 phải bằng 1,5 m, hay là bé trai phải ngồi cách trục của bập bênh 1,5 m. Tiếp đến, phần 4 La Mã, điều kiện cân bằng tổng quát của vật rắn. Hoạt động 1, đặt một chiếc thước dài trên bàn, cho một bạn nâng đầu thước lên và giữ yên như hình 21.7. Hỏi, khi thay đổi lực nâng ép, ta thấy thước quay quanh trục quay nào? Khi thước đang đứng yên ở vị trí như hình 21.7, ta có thể áp dụng quy tắc mô men lực được không và áp dụng như thế nào? Trong câu hỏi đầu tiên, nếu như ta thay đổi lực nâng ép, thì ta thấy thước sẽ quay quanh trục đi qua đầu A của thước. Khi thước đang đứng yên ở vị trí như hình 21.7, ta có thể áp dụng quy tắc mô men lực được. Trong trường hợp này, thì thước sẽ chịu tác dụng của hai lực. Đầu tiên đấy là trọng lực, và thứ hai đấy là lực nâng. Khi đó ta sẽ có là P nhân với AH thì sẽ bằng là F nhân với AK. Từ đó suy ra được V nhân AK chia 2 thì sẽ bằng F nhân AK, hay là P sẽ bằng 2F. Từ đó có thể tính được độ lớn của lực F cần thiết để giữ cho thanh thăng bằng. Tiếp đến, hoạt động 2, trang 85. Khi một vật không có điểm tựa cố định, ví dụ thanh cứng tựa vào bức tường nhẵn, đầu dưới của thanh đặt trên mặt bàn nhám như hình 21.8, khi đó ta có thể áp dụng được quy tắc mô men lực được không và áp dụng như thế nào? Đề bài cho chúng ta một gợi ý, đấy là chọn đầu A của thanh để viết quy tắc mô men. Dựa vào hình vẽ thì ta có thể phân tích lại các lực tác dụng vào thanh như sau. Nếu như chọn trục quay đi qua A, các lực làm thanh quay sẽ bao gồm trọng lực P làm thanh quay cùng chiều kim đồng hồ, phản lực NP của tường lên thanh và lực ma sát tại đầu B, hay là F ma sát 2 sẽ làm cho thanh quay ngược chiều kim đồng hồ. Áp dụng quy tắc moment cho trục quay đi qua A để cho thanh cứng cân bằng thì ta sẽ có P nhân với D trên 2 sẽ bằng NP nhân H cộng F ma sát 2 nhân D.
Hãy cùng sang câu hỏi trang 85. Áp dụng điều kiện cân bằng tổng quát vào thanh cứng dựa tường, hình 21.8. A. Viết điều kiện cân bằng thứ nhất. B. Viết điều kiện cân bằng thứ hai đối với trục quay A. Điều kiện cân bằng thứ nhất. Tổng các lực tác dụng lên thanh cứng phải bằng 0. F ma sát 1 cộng NA cộng P cộng NB cộng F ma sát 2 dưới dạng vector bằng 0. Chiếu xuống hệ trục tọa độ OXY thì ta sẽ có P bằng NA cộng F ma sát 2, F ma sát 1 bằng NB. Tiếp đến, điều kiện cân bằng thứ hai đối với trục quay A là tổng các moment lực tác dụng lên thanh cứng đối với trục quay phải bằng 0. Hay nói cách khác là moment lực của trọng lực P cộng moment lực của phản lực NB cộng moment lực của F ma sát 2 sẽ phải bằng 0. Hay là P nhân D trên 2 bằng NB nhân H cộng F ma sát 2 nhân D. Câu hỏi em có thể trang 85 giải thích được sự cân bằng moment trong hình 21.9. Dựa vào những kiến thức mà chúng ta đã học thì ta có thể giải thích như sau. Hình 21.9 mô tả cấu trúc bên trong của một cánh tay người đang giữ một vật nặng. Búi cơ thực hiện được một lực ép hướng lên. Lực của búi cơ tác dụng làm cánh tay quay ngược chiều kim đồng hồ quanh trục quay là khớp khuỷu tay qua ô. Trọng lực P của vật nặng hướng xuống dưới. Trọng lực của vật làm cẳng tay quay theo chiều kim đồng hồ quanh trục qua ô. Tay ta giữ cân bằng vật nặng vì moment của lực tác dụng bởi búi cơ bằng với moment lực gây ra bởi trọng lượng của vật nặng đối với khớp khuỷu tay qua ô. Và chúng ta đã vừa hoàn thành xong các câu hỏi của bài học ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.